Xin chào bạn, tôi chị Sóc Việt Đức đây. Hôm nay mình sẽ cắt bao cái đầu cho một chị Nguyên Nam 21 tuổi bạn ạ. Để bạn thấy là bạn ấy bị hẹp bao quy đầu. Và lúc mà lộn ra thì nó sẽ bạn thấy nhìn cái vòng thắt này. Đấy, lúc cương thì nó sẽ thắt nhạt lại. Nếu mà quan hệ mà có không dùng bao thì sẽ rất là đau đúng không em? Đấy, thường thì nó sẽ đi kèm với cái dây hãm nó gắn dí các bạn thấy. Và cái này của em thì sửa dây hãm một tí đi nhá. Sửa cái dây hãm. Đấy thì những trường hợp này thì chúng ta hoàn toàn có thể cắt bằng máy hoặc là bằng dao điện bằng laser đều được hết. Đấy thì bạn ấy sẽ cắt bằng máy. Thì cái này thì mình sẽ cắt bằng máy cho bạn ấy. Xin chào bạn, tôi Sóc Việt Đức đây. Mình là cắt bao đầu cho một chị Nam 21 tuổi bạn ạ. Bạn ấy bị hẹp bao đầu. Đấy, kết quả sau cắt này, bạn thấy là cái đường giữa phía dưới đây. Đấy, cái dây hãm sửa được như này đấy. Nó vẫn còn hình cái dây hãm thì trông sẽ đẹp hơn các bạn nhé. Đau nghe không? Các bạn này là mình sẽ cắt ra tối thiểu thôi. Mình sẽ vẫn chùm lên một nửa cái đầu lên nhé. Anh chụp ảnh cho em.